Các nhà chức trách của Peru thì cho biết rằng trong một chiến dịch truy quét ma túy, lực lượng chức năng của đất nước này đã thu được 7,2 tấn cocaine được ngụy trang trong một tàu chở gạch gỗ đi châu Âu. Giới chức Peru cho biết chiếc tàu nói trên bị bắt giữ khi đang trên đường quá cảnh Peru để sang Bolivia, rồi tiếp đó đến điểm đích là Bỉ. Lực lượng chức năng đã sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện số ma túy được cất giấu trong các đế nhựa màu đen dùng để lát gạch. Hải quan Peru cho biết giá thị trường của 7,2 tấn cocaine nói trên tại Peru vào khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên khi được đưa tới Bỉ hoặc Hà Lan, số ma túy này có giá lên tới khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Theo văn phòng của Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm, Peru cùng với Colombia và Bolivia là ba thị trường sản xuất cocaine nhiều nhất trên thế giới.